ra mắt tại Việt Nam trang bị 6 camera, giá 9,99 triệu đồng. Ngay mùng 4 tháng 10, Vivo đã cho ra mắt tại thị trường Việt Nam chiếc smartphone V17 Pro với điểm nhấn 6 camera. Ở mặt trước, smartphone này trang bị màn hình Super AMOLED với kích thước 6,44 inch, độ phân giải 1080x2040 pixels, tỷ lệ hiển thị màn hình 20.9, trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình. Cụm 2 camera trước tàng hình được đặt ở giữa thay vì đặt lệch như V15 với độ phân giải 32mm và camera góc rộng 8mm. Mặt sau V17 Pro được trang bị 4 camera xếp theo chiều dọc với camera chính có độ phân giải 48mm, camera góc siêu rộng 8mm lên đến 120 độ, camera xóa phông và chụp siêu cận có độ phân giải 2mm. Ngoài ra, sản phẩm này còn trang bị tính năng AI Beauty tự động nhận diện và làm đẹp, hiệu ứng ánh trăng trong môi trường thiếu sáng, gợi ý tạo dáng và giảm ánh sáng xanh. Điện thoại V17 Pro sẽ được bán chính thức ngày 12 tháng 10 với giá 9,99 triệu đồng. Khách có thể đặt trước từ ngày mùng 4 đến 11 tháng 10. Người dùng có hai lựa chọn màu, đen kỵ sĩ và trắng nữ hoàng.